Vâng, em chào các bác ạ. Các bác cứ đợi hàng dần dần nhé, em sẽ giao dần dần. Từ sáng đến giờ, bây giờ đến tối rồi. Chút nữa sẽ lượt này nữa, lượt này. Nốt lượt này đi nữa. Và bếp từ đây nữa, đi hết cho các bác dần dần. Đấy. Từ từ, kể cả máy lọc không khí. Sẽ đến lượt. Đây. Sẽ về hết cho các bác. Các bác cứ đợi em từ từ. Còn sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu. Bác thông cảm nhé. À, nó cứ lồm cồm thôi, không xếp một chỗ đâu. Thì như đã giới thiệu rồi, đối với dòng loa DMX này thì hết rồi, còn hai đôi nữa, đây một đôi, kia đôi nữa này, hết nhé, không còn nữa. Và con gì đây nhỉ, con gì hôm trước giới thiệu cho bác nhỉ, con này 7 triệu 9 nhỉ, con này là con KS 7 triệu 9 nhé, đánh phê luôn, có clip khui hàng rồi, dòng này có clip khui hàng và DMX cũng có clip khui hàng. Đối với DMX thì nó là thương hiệu, phải nói là rất là nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng rồi. Không giới thiệu. Dòng này mà bác nào mua về mà không hay em Tuấn cho trả. Cho trả lại. Không hay cho trả lại, được chưa? DMX bát 30 ủ kèn. Bác nào cần clip khui hàng em sẽ gửi clip khui hàng của các em nó ra cho. Dòng này để cho bác mức giá 8 triệu 9 nhé. Bây giờ các bác mua cái đôi loa bát 30 mà nói tóm lại là hàng, cũng gọi là hàng xịn của hàng xịn. Gọi là hàng xịn, hàng hàng gọi là hàng gì nhỉ? Hàng công ty đi. Thì nó cũng phải tiền chục rồi các bác ạ. Nhưng không bao giờ lại được. Hàng bãi này được. Đôi này 8 triệu 9. Đôi phía dưới đó là đôi loa B3 Bát 40. Con này cũng có clip khui hàng. Bát 40, hai phân tần của nó, phải nói luôn là hai phân tần nó phải bằng 4 cái bàn tay này. Bát 40. Con này các bác có thể chơi những căn phòng 40-50m² hay cả 100m², bởi vì em đánh ở ngoài trời. Dòng này thì bao cho bác là chất âm ấm phê rồi. Bát 40, một kèn, hai bìa phân tần. Khủng. Dòng này năm ngoái và năm kia đấy, trung bình của nó là từ 12 triệu đến 15 triệu, 12 đến 15 triệu. Và có thời điểm năm ngoái thấp nhất là xuống đến 12 triệu 8. Đợt này nhập về được cái lô, đợt này về cùng anh em được về gần 100 đôi. Nên là cước về nó rất là rẻ cho bác nhé, đợt này càng ngày các bác được rẻ hơn nhé. Đôi này bây giờ giá thành còn 10 triệu 900, đôi B3 bát 40 này. Dòng này các bác nào làm gia đình, nói tóm lại gia đình thì quá ok rồi. Mới lại đi mà làm sự kiện dòng này nữa thì đỉnh quá. Bởi vì các bác cảm loa xịn thì càng xịn thì chất âm nó càng hay, càng ấm. Đấy, B3 này 10 triệu 900 một đôi B3 đấy. B3 này là model của nó là B3 RS1502 nhé. 1502. Dòng này làm sự kiện thì ok tốt rồi, nói làm gì nữa. Đám cưới thì quá quá đỉnh. 10 triệu 9 một đôi. Đấy là giá em bán, chứ không phải giá em đưa ra để mặc cả bác nhé. Bác nào lấy được liên hệ. DMX đây. 8 triệu 9. Ok chưa ạ? Đấy. Còn đây bác nào thích súp xịn này. Con súp xịn. Con này có clip khui hàng rồi. Con Kenwood. Con này súp bát 30. Con này bao cho bác đánh không hay cho trả lại. Đấy. Vì nó đánh nó quá khủng. Bình thường một con súp bát 30 nó thùng nó chỉ bằng nửa con này thôi. Nhưng con này to gần gấp đôi luôn. Đây súp này, súp Kenwood bác nhìn nhá, tất cả đây ỉ trước đèn báo này, volume này, con này là con súp Wood 1050 SW, các bảo đánh không hay cho trả lại mày này, 8 triệu 6, nhìn ba triệu tiền nào của đấy, không có gì ngon rẻ đấy. Sang đến đây KS thì như các bác đã biết rồi đúng không, KS đấy ạ. Phích nước này các bác đợi em nhé, em còn nợ đơn phích nước nhiều quá, em đang nợ gần 30 đơn phích nước nhiều quá, các đợi em chút. KS này 7 triệu 9 bác nhé. KS này 7 triệu 9. Dòng này thì vỏ nó gọi là vỏ xanh ánh tím, xanh ánh tím, nó hơi tím này bác nhìn này, hơi tím một tí thôi chứ nó không phải tím kia, xanh ánh tím. Dòng này thì các bác có thể treo ngang, treo dọc, treo ngược, treo xuôi được hết, bởi vì là dòng này tiêu chuẩn quốc tế rồi. Tất cả những cái chân ốc này của nó này, kể cả loa DMX này đều dập chữ DMX ở trên từng con ốc luôn. Và loa KS này, hàng bao hàng xịn cho bác nhé, bao hàng xịn hết cho bác. Đôi KS này 7 triệu 9, KS 7 triệu 9. Những đôi này các bác chỉ duy nhất một đôi thôi, chấm hết duy nhất một đôi thôi, được chưa ạ? Còn bác nào muốn lang thang thì không ạ? Còn đây sau đây em sẽ lên lọc không khí và hút ẩm cho bác. Mùa này là mùa hút ẩm rồi.
Các bác không mua là không khí hút ẩm về nhà thì nhà nó nồm, các bác sẽ biết ngay mà. Quần áo nồm rồi đồ thiết bị điện tử nó nồm, nó ẩm, nó sinh ra nấm mốc. Nấm mốc nó lúc ấy nó bắt đầu đẻ ra các loại bệnh về hô hấp. Còn vừa đây em đã nói rồi đấy. À, dòng clip này em vừa giới thiệu cái lô loa này cho bác rồi. À, dòng B-Bass 30 này, dòng RCF này hàng của Trung Quốc. RCF hàng Trung Quốc 4 triệu 8. Còn bác nào muốn mua hàng rẻ nữa thì các bác mua hàng của Việt Nam đi. Nó chỉ những đồ như này chắc chỉ hơn 2 triệu. Đấy, bác nào thích rẻ, to nhưng rẻ, mua hàng Việt Nam cho rẻ. Còn những hàng này đây là giá mức thấp nhất rồi. Đôi RCF RCF HB12 này có mức giá là 4 triệu 8. 4 triệu 8. À, đôi Hackman này 1 triệu 9. Đôi này năm ngoái 26 và 29 đấy bác. 1 triệu 9, đôi này các bác có thể làm loa trợ lời hoặc loa độc lập, đánh âm ly và có thể ghép vào đẩy được. Đấy, Hackman 1 triệu 9. À, BMB 350V hàng Made in Japan, Bass 20. Dòng này nhạc âm, chất âm rất là hay rồi. 3 triệu 1 một đôi, về chỉ sẵn dùng thôi. Đấy. Sang đây đôi Watchfinder 820 3 triệu 9. Hàng của Anh Quốc 3 triệu 9. Và cuối cùng đó là đôi loa JBL. Đây là con đôi loa JBL. JBL model 8330A của Mỹ bác nhé, Made in USA. Dòng này năm ngoái là 5 triệu 9, bây giờ năm nay 5 triệu 6. Có cả dòng hơn 4 triệu bác nhé, có hơn 4 triệu, nhưng hơn 4 triệu là tất cả cái vỏ composite này của nó này, nó sẽ bị xước nhiều, nó xước nó sờn rồi là ê căng nó sẽ bị bục. Nó tóm lại là đẹp như thế này là 5 triệu 6 một đôi. Dòng này ba loa nhé, một con Bass 22. Một Bass 22 này, một trung, một tép, dom. Phân tần thì rất là đẹp, bác nào cần clip khui hàng con này báo em gửi cho. Mức giá 5 triệu 6, dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Đấy, vừa nghe vừa hát các bác, cho nó thoải mái. Riêng dòng này vừa nghe vừa nha hát rất là hay luôn đấy. Được chưa ạ? Còn sau đây sang clip tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu cho bác thích mặt hàng gì đã. Máy tính thì báo cáo bác là máy tính là cũng là tạm hết bác nhé. Đang về tiếp, nhưng mà lô đấy về chắc phải 2 hôm nữa. Bác nào có lấy thì đặt cọc thôi, phải 2 hôm nữa mới trả hàng được. Còn lô máy tính qua về hết sạch. Không còn nữa đâu ạ. Em đã bảo các bác nào nhanh thì kịp, không nhanh thì không kịp. Bởi dòng đấy nó rất là bền, bền, đẹp, sang trọng. Nói chung là giá trị. Em đã nói ngay từ đầu là bác nào nhanh thì kịp, không nhanh thì không kịp. Đấy, tiếp tục đây nữa, bếp từ về cho bác tiếp tục nữa. Bác nào có nhu cầu tiếp tục với em nhé, bếp từ về tiếp. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau. Chào các bác.